Chào các bạn, trong video hôm nay shop Hàng Loạt Phụ Kiện.vn giới thiệu sản phẩm mới nhất của shop chúng tôi là thiết bị chuyển đổi ổ cứng M2 NVMe ra USB 3.1 Type-C. Đây là chiếc vỏ hộp sản phẩm chuyển đổi ổ cứng M2 NVMe ra USB 3.1 Type-C. Trong gói sản phẩm bao gồm cáp một đầu USB và một đầu Type-C, thân của bóc, phụ kiện tua vít và miếng dán tản nhiệt cho ổ cứng M2. Bóc thì làm bằng 100% của nhôm. Bạn có thấy là nhôm rất là dày, có nhiệm vụ là tản nhiệt tốt cho ổ cứng M2 bên trong. Giao tiếp qua chân USB Type-C, bạn có thể cắm được hai chiều rất là dễ dàng. Chuẩn USB là 3.1, tốc độ là 10G. Đây chính là phần mạch chuyển đổi. Sử dụng con chip của hãng ZM Micron, model là ZMS583, sử dụng cho các ổ cứng M2 NVMe chuẩn MKI. Ổ cứng M2 NVMe có đặc điểm nhận dạng như thế nào? Trên tay mình đang là chiếc ổ cứng M2 NVMe PCIe. Bạn có thể thấy là chân cắm có một cái rãnh ở phía bên tay phải. Ổ cứng M2 SATA sẽ có hai cái rãnh ở hai bên. Ổ M2 NVMe chỉ có một rãnh thôi. Và trên tem thường có ký hiệu là NVMe hoặc là logo của NVMe Express hay là PCIe. Bây giờ mình sẽ lắp đặt chiếc ổ cứng NVMe vào chiếc bóc. Bạn có thể sử dụng cho laptop, MacBook, PC hoặc là bất kỳ thiết bị gì có USB để đọc siêu ổ cứng này. Bây giờ mình sẽ cắm vào chiếc máy của mình. Bóc thì có cái đèn LED màu xanh hiển thị trạng thái hoạt động. Bạn cắm vào thì máy tính sẽ tự nhận. Như MacBook của mình đang vừa nhận được ổ M2 NVMe bên này. Bạn có thể sử dụng cho PC, laptop là các cái dòng máy tính khác. Bạn cắm là tự nhận, không cần thiết lập bất kỳ driver là phần mềm gì cả. Bóc một số ứng dụng như là biến ổ cứng M2 thành ổ cứng gắn ngoài, M2 NVMe thành ổ cứng ngoài, sao lưu lấy dữ liệu ổ cứng M2 NVMe, hoặc là bạn muốn lưu trữ có một ổ cứng gắn ngoài tốc độ cao. Các bạn quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng truy cập vào website hanloatphukien.vn, liên hệ số hotline để tư vấn mua hàng cũng như là cách thức đặt hàng. Sau thì giao hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.